Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roman Vlog đây. Và ngày hôm nay sẽ là một video cực kỳ mạo hiểm của hai anh em mình. Tại sao mình lại nói nó cực kỳ mạo hiểm? Tại vì mình phải tháo kết giới của thiên linh cái để nới rộng ra cho tới cái cửa cổng của mình. Các bạn nào xem lâu, các bạn cũng đã biết về video thiên linh cái lần trước. Và mình đã cắm kết giới xuống để phong ấn lại, đúng chứ? Do là đã có một hiện tượng lạ xảy ra trước cửa nhà của mình. Và mình vẫn chưa xác định được vật thể đó là gì. Nhưng tất cả mọi người đều khẳng định 99% nói nó là ma. Và ban đầu thì mình cũng nghĩ đó chỉ là một bức xạ ánh sáng, cho đến khi ngày hôm sau hai anh em mình bị tai nạn xe. Hùng thì đã bị thương vào trong cánh tay phải. Thì mình thấy dần dần mọi chuyện nó nghiêm trọng hơn, thì mình phải có một cái biện pháp để đề phòng và triệt để nó. Cho nên là mình đã gọi điện thoại cho thầy mình. Ban đầu thì mình tính chạy lên trên nhà thầy để mà hỏi ý thầy xem như thế nào. Thì thầy đã đi Bạc Liêu và hết tháng 7 này thầy mới về. Thầy có nói mình là hiện tại trong nhà của con đang có thiên linh cái, ma quỷ sẽ không bao giờ dám vào được. Nếu như các bạn xem cái camera lúc mà mình quay lại được cảnh cái vật thể đó đi vào nhà mình, cái vật thể đó không bao giờ dám bước gần lại cái thềm của mình nha mọi người. Tại vì ở hai cái cột thềm đó mình có cắm kết giới của thiên linh cái. Và dời cái kết giới này ra không phải là một chuyện dễ. Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, mời tất cả mọi người cùng đón xem nhé. Điều đầu tiên anh em mình cần phải làm trước đó chính là làm phép vào trong những lá bùa kết giới linh hồn. Thì ở đây gồm có 9 lá bùa cho 9 cái cửa, cửa chính, cửa phụ và tất cả những cửa sổ trong ngôi nhà mình. Mình phải dán những lá bùa này lên để khi mình tháo kết giới ra, thiên linh cái sẽ không có thoát ra ngoài được mọi người ạ. Thì Hùng hiện tại em đỡ chưa? Còn nhức nhức thôi. Chắc làm được. Hôm nay đi làm mà anh em đi làm được rồi mọi người. Thì Hùng thì cũng đã bớt nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm hai anh em mình mấy ngày nay. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn vào giai đoạn làm phép trước nhé. Đây chính là bùa kết giới linh hồn mọi người. Thì là hôm bữa thầy đưa cho mình bao nhiêu tấm thôi, như hai chục tấm thôi, hai mấy tấm thôi. Thì hiện tại anh em mình sẽ lấy ra 9 tấm để anh em mình làm. Thì thầy mình đã nói là những cái thứ sau khi tháo cái kết giới đó ra sẽ rất là phức tạp nếu như không chuẩn bị trước những cái bước đầu tiên này. Thì thầy mình đã chỉ cho anh em mình đầy đủ. Và hồi sáng lúc mình đang làm thì thầy gọi, thì Hùng đã ghi lại tất cả những gì lời thầy nói để mà anh em mình không phải quên. Vì các bạn biết á, đụng vào cái thiên linh cái này không phải đơn giản. Và ý hồi cái đợt mà làm nghi thức thiên linh cái rồi là có Hùng chưa ta? Có rồi. Có rồi đúng không? Anh nhớ rồi. Em yêu con chó là có em rồi đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ anh em mình sẽ làm nhé. Mình xin tắt tiếng ở cái giai đoạn này. Vì các bạn biết là YouTube hiện đang gắn mác anh em mình là mê tín dị đoan. Cho nên là anh em mình sẽ tắt những cái âm thanh khi mà mình đọc cầu vè hay bất kỳ một thần chú nào đó nha mọi người nha. Thì mình sẽ tắt tiếng và tua nhanh ở cái đoạn này lên. Rồi thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng đón xem nha. Thank you.
Thì lá cuối cùng cũng đã được làm xong rồi mọi người. Và cây nhang làm phép này á, mình sẽ cắm vào ở cái bàn thờ gần chỗ bếp nha các bạn nha. Nào, em đi cắm lên bên này. Rồi, và bắt đầu mình lấy chín lá bùa này. Mình để ở đây. Đặt cái chuông lên. Trong vòng 10 giây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm ngược nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Bây giờ anh với Hùng sẽ đi dán hết 9 lá bùa này lên trên 9 cái cửa của mình nha. Từ từ em cứ để đó đi. Bây giờ mình mở đèn lên và đi ha. Để đây cho nó linh nghiệm xíu nè. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi dán bùa lên nha mọi người nha. Thì chỉ còn lá bùa cuối cùng thôi mọi người. Thì mình sẽ dán ở cửa chính của mình. Thì đây mọi người xem nè. Đó, mọi người còn nhớ cái cọc nào? Mình đã đóng hai cọc, đó là ở gồm góc này và góc đằng kia, là hai cái cọc mà mình đã đóng để mà trấn yểm thiên linh cái. Thì sau khi mà mình mở cái cọc đó ra là thiên linh cái sẽ thoát ra trong ngôi nhà của mình. Cho nên là anh em mình phải dán hết toàn bộ những lá bùa lại để thiên linh cái không có được thoát ra ngoài nha mọi người. Và bắt đầu anh em mình sẽ nhổ hai cái kết giới lên và ra ngoài kia cắm, để nới rộng cái kết giới ra Hùng ha. Ok, bây giờ em dán nó đi. Dán ở đó đó. Ok. Rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ tháo hai kết giới ra. Đó, Hùng ra tháo lên giùm anh. Để anh đứng đây anh quan sát ở trong nhà rồi có động tĩnh gì. Đúng rồi, tháo lên đi. Lên nào. Đây, anh phụ kìa. Rồi, ông bên kia tháo cây bên kia lên luôn. Để dưới này đi. Ở đây là dĩa trái cây để mà một xíu nữa mình sẽ đem ra ngoài trước đó mình cúng thôi. Đóng ở đây nè.
Em đóng ở dưới chàng chỗ cái gốc cây bưởi đó đi. Thì mình sẽ nới cây cho cái kết giới ra đây nha mọi người. Đó, và một cây nữa mình sẽ nới qua bên kia. Đó, đang khúc đằng kia. Rồi em ơi, cứng chưa? Rồi, cứng rồi đây ta. Một xíu nữa hai anh em mình sẽ đi vào trong và mở camera trên đó đó mọi người. Mọi người thấy không? Mở camera ra để xem lại. Tự nhiên cái camera... Ê, hụt. Tự nhiên camera mình bị nhiễu sóng. Ý là bị nhiễu cái khung hình. Đó. Đẻ. Đó, thì sau khi đóng cái cây cọc này xuống rồi. Cứng, cứng nha. Anh mời. Rồi, vậy được rồi đó. Cứng nhắc. Tại đó nó có gần sát cái vách bê tông cho nên mình đóng vậy là cứng rồi. Biết sao mà anh không cho em đóng lún xuống sâu không? Em biết á, ở trên đó mà nhét lá bùa lên đúng không? Khi mà em mà nhét nó xuống sâu quá, đất mà nó có ăn á, nó phân hủy cái tre thôi. Chứ nó mà làm mục luôn cái lá bùa là coi như xong, cho nên là lúc nào cũng để lá bùa ở trên. Bây giờ thì Hùng mở cái cánh cửa cái đi. Cánh cửa đi. Ui. Em nghe cái tiếng nồi son gì chống gớt không? Em nghe cái tiếng nồi son gì chống gớt không? Dán mấy lá bùa này an toàn khi mà không cho nó thoát ra đây thôi. Ở mấy cái son nội rồi còn chổng mà. Ghê. Mà giờ im à. Bây giờ thì im rồi nha mọi người nha. Mọi người bây giờ anh em mình sẽ không nói. Ghê. Cái đèn gọi giùm anh này. Hồi nãy giờ trong nhà mình im mà còn mấy cái tiếng ở ngoài thôi đúng không? Tiếp tục. Em lấy cái ghế gà đại dĩ trái cây ra này. Đây đưa đèn đi cho anh. Đưa đèn đi anh, đem gì trái cây ở ngoài. Xíu nữa mình sẽ nói cho các bạn nghe nhé. Thì lý do mình tháo lá bùa ra là mình muốn thử coi là cắm cọc xuống rồi á. Khi mình tháo bùa ra thì thiên linh cái có cái chuyện gì không? Nhưng mà mình thấy cửa mình vẫn bình thường như mọi người. Chứng tỏ là những cái cọc kết giới này nó có hiệu nghiệm mọi người ạ. Nghe cái tiếng gì kỳ kỳ sao không? Như chuột á. Rồi, thôi, đợi đi, em lấy cái lư hương ở đây. Bây giờ anh em mình sẽ cúng và thắp hương để ngoài em, đừng để trong cái chỗ này là cái mức của cái kết giới mà họ không có vô được. Đúng rồi. Rồi em đốt ba cây hương ra cho anh. Không có quẹt đâu. Chết rồi, nó không có đèn quẹt ra rồi. Em đi với em đi chọn lá quẹt. Mở cửa vô được rồi đó. Có gì kêu kêu anh nha. Thì bây giờ mình sẽ thắp ba cây hương xuống và
cái dĩa trái cây này nè mọi người, là coi như mình đang gọi là một phần quà của mình từ tấm lòng để mình dành cho những người âm ở đây. Và sau đó mình thắp hương xong rồi thì mình với Hùng sẽ đi vào trong mở camera ở ngoài trước này nè mọi người, xem lại xem là có hiện tượng gì hay không. Mình Hùng với các bạn sẽ cùng nhau. Em cầm cái đèn giùm anh đi, đốt ba cái hương này nha. Đi chẳng có thấy gì không? Bình thường hết rồi đúng không? Đúng không? Vậy là kết giới có hiệu nghiệm á. Đốt 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 lại cây bên đây nó không cháy. Rồi. Em lấy lá bùa này em cất vô túi với mình đi. Bây giờ mình sẽ giái họ nha mọi người nha. Gọi đèn thẳng lên dưới trái cây. Để cái lư ở ngoài đi. Cầm cái lư để ở ngoài. Ok. Thì bây giờ mình sẽ mở camera ở trên nó lên nha mọi người nha. Ok. Hồng cầm đèn cho anh không? Hiện tại bây giờ đang là 1:53 nha mọi người nha. Đây mình lên giờ Google cho mọi người xem đi cho dễ ha. 1:53 sáng nha mọi người nha. Nè. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vào camera. Đây mọi người. Hiện tại camera của mình nhé. Mình sẽ để luôn cái đoạn video này lên cho mọi người xem. Đây. Hiện tại camera của mình. Thì anh em mình sẽ coi camera của mình xem là ngoài đó có hiện tượng gì không. Và mình sẽ đi vào trong nha. Ok. Đi em ơi. Thì giờ mở cửa cho anh đi. Đó, bây giờ mình sẽ tập trung vào camera nhé. Anh em mình sẽ đi vào trong luôn. Không thấy thấy bình thường em không? Mở cửa. Hồi nãy cái tiếng nồi son đồ là ở đâu vậy? Ui. Đóng lại. Không sao đâu, thấy bình thường là được rồi. Ok. Đây mọi người, mình dẫn con đang ngay bình thường nha. Mở cái đèn lên. Ok. Thì bây giờ mình sẽ để điện thoại mình ở đây để mình với Hùng cùng xem nhé. Mà mình nghĩ là một khi thầy mình đã ấy rồi là có lẽ là không có gì đâu mọi người, đúng không? Thì thôi bây giờ anh em mình sẽ quan sát camera này trong đêm nay, mình sẽ với Hùng sẽ thay phiên nhau để xem. Hiện tại là mình đã giờ có giới thiên linh cái và không có gì xảy ra hết mọi người, rất là may mắn luôn. Và có lẽ bây giờ anh em mình nên dừng clip ở đây, và nếu như có một bất cứ cái gì xảy ra thì mình sẽ thông báo cho tất cả mọi người đều biết nhé. Nhà nó sáng nó bất thường kìa. Cháu bị già hả? Già không? Ok, thì nếu như có bất cứ một điều gì bất thường thì mình với Hùng sẽ gọi là thông báo cho tất cả mọi người biết nhé. Mở cái đèn này lên cho nó sáng sáng. Ok, thì cái nhẹ nó dạ. Ok, thì anh em mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Nếu như trong đêm nay có bất cứ một cái gì xảy ra,
mình với Hùng sẽ thông báo cho tất cả mọi người để được mọi người được biết nhé. Chứ mà ngồi đợi, mọi người ngồi đợi xem chung với anh em mình thì nó rất là lâu mọi người. Và mình nghĩ là thầy mình đã chỉ thì có lẽ là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Mình nghĩ là chắc ổn. Thì nếu như mà mọi thứ ổn thỏa hết, tối ngày mai mình sẽ quay video trải nghiệm những điều cấm kỵ của tháng cô hồn tập cuối. Thì mình rất mong mọi người hãy đón xem tập cuối lần này nhé. Có gì không? Không, này cái gì rồi, quyết định vậy nha mọi người nha. Và nếu như mọi người thấy video này của anh em mình hay và mọi người thương yêu mến anh em mình thì mọi người hãy để lại cho anh em mình một like.